gì mà em đây mà tao thấy mày chụp hình mấy gái mày em đây. Rồi con Uyên Uyên gì nữa. Rồi con Ngân Ly rồi tụi bay. Không, ngoài trường xíu thì cho một tí ra thì không sao. Mấy đứa kia phải đàn ông đàng hoàng ra. Em bây giờ đứa nào tặng con cá voi 2K150 thôi cũng được. Đăng ký lên sóng đi tao gả cho. Giờ tụi bay em làm như em. Em có đáng giá được nhiêu đó thôi sao? Thì bây giờ tao lấy, tao xin cái vé lên trên sóng trước. Bây giờ muốn yêu em tao thì cũng phải đừng có một chút tiền chứ, không phải đi làm có tiền tí chứ. Bây giờ làm không có tiền sao nuôi được em tao, đúng không? Giờ đàn ông là việc đầu tiên là phải làm kiếm tiền trước nào. Đó, giờ mà chưa có tiền nữa thì mới kiếm người yêu, làm sao lo cho người yêu, lo cho vợ con, lỡ yêu yêu cái lỡ bập cái em bé làm sao, làm sao lo, đúng không? Có thể anh không biết dùng sàn cạch thôi. Chết mẹ rồi, đây có mình tao rồi quay. Cái này phải đi sai sai rồi sao ta. Ông vô dùm bị gì? Ủa vậy là anh Phan nè. Đó là làm lại. Rồi bây giờ con nào, bé nào, rồi video nào thì yêu con xem. Làm cá voi lên sóng. Anh là hai vương vương quốc nữa chứ. Chết mẹ rồi. Em thì nhiều thì con cá voi lên trước đi. Tao ghép đôi cho. Ôi hoa hồng không lấy đâu, lấy lại đi. Không có tiền không được yêu nha. Anh không chê người nghèo, nhưng mà việc đầu tiên của mình là mình nghèo, mình phải đi làm kiếm tiền trước mới được yêu đương. Lỡ là đùng cái có người yêu, cái xong mà người yêu mình kìa, sư tử được không anh kìa. Không, tao cạnh cá voi thôi. Cá mình chưa thấy nè, đòi sư tử. Em chuyển khoản. Ôi giời, bây giờ còn ngồi để mà tính toán cái vụ chuyển khoản thì làm sao mà yêu em tao được, chưa? Em tao tài khoản đầy. Nghèo nói không ai nghe bay ơi. Trời ơi tụi bay ơi, anh sinh ra đâu có ở Bạch Đích đâu. Tụi mới đi làm mồ hôi sôi lông lờ đó luôn á mọi người. Tao nói mày chứ, sáng mà mồ hôi nách chạy róc rách, chiều là mồ hôi háng chạy lê láng luôn. Mọi người hiểu không, mới có tiền đó. Trời ơi, có ai đâu mà sinh ra cái biết đi biết chạy biết liền đâu. Mọi người làm một anh làm 10 lần. Kiếm cho chị xíu với chị Gem hả? Hay giờ tao kết nối luôn cho con xíu con Gem yêu nhau luôn đi, tao đỡ mệt quá. Đâu, em yêu em yêu con trai. Em mê trai mà cứ bắt yêu. Bây giờ nè, tao hỏi nè, tụi bay đứa nào đồng ý mà cho con Gem với con xíu và tao đứng ra tao làm mai cho hai đứa đấy. Đấy, tụi bay lên phím 1 coi. Mày coi nè. Lên phím 1. Ok gì mà ok. Ừ. Lên tiếp tục lên. Đấy. Tụi nó còn giành em kìa chứ. Vô bảo vệ Gem, vô bảo vệ xíu. Ghép xíu và Gem. Xíu của tụi em. Bảo vệ cả hai. Gem xíu. Chúng yêu cho xíu. Gem của em, bảo vệ Gem. Gem của em, Gem của em. Gem xíu. Đọc, xíu. Đọc comment điên đau đầu. Gì tao đọc rồi có cái câu mà này vui. Anh mà hút xíu kiểu gì cũng có người khóc. Tao mà hút xíu đâu. Ê lấy giờ tao chưa có nói câu nào tao hút xíu luôn á. Hút về hai thằng đàn ông tụi tao nhìn nhau hả? À, sao anh nói là vậy? Không sao Tiểu ơi, hai anh em mình về đi quýnh lộn xíu. Hôm nào mà anh bị người khác ăn hiếp, anh gọi mày ra đánh giùm anh. Còn hôm nào mà mày bị đánh á, cái mày gọi anh. Anh gọi cấp cứu tới, chở mày. Anh ơi,
nấu bánh em gãy mũi, mũi sữa. Không sao, tao cho tiền mà đi sửa mũi mới. Thấy khúc đó đau đau. Gì chứ, ví dụ như mày sửa mũi hay 50 thì cho mày 5 ngàn. Anh ơi, đúng không? Bây giờ anh cứ gái 18 đúng không? Hả? Anh không, bây giờ tao chuyển 18, qua tao thích. Bây giờ tao chuyển qua được, bây giờ tao thích 28 được không? 28 hả? Bị Diễm lên đi anh. Ủa hồi nãy cái lúc mà 18 mày cũng đưa con Diễm lên. Sao bây giờ mày 28 cũng đưa con Diễm lên là sao? Chứ giờ 28 mày biết ai. Chứ giờ mấy đứa nhà em còn cà thơi không là có bị Diễm nó gây thẳng đó. Nhưng mà tao... Nhưng mà đẹp. Chính là đẹp hơn tí được không? Đẹp, cái là cái Diễm rất đẹp. Đã bị gọi con Diễm lên đây coi cho em. Diễm ơi, Diễm, Diễm. Diễm ơi, Diễm, Diễm. Bé Diễm nó gần nhà em. Nó rất giỏi và rất đẹp gái luôn. Diễm ơi, Diễm, Diễm. Bị lát rồi. Xuống đi. Nó bị dội ngược lại rồi. Diễm đâu, Diễm đâu, Diễm ơi. Mà con Diễm là cái con mà hồi nãy 27 đó đúng không? Chấm á. Diễm buồn rồi. Đây nè. Con đi, con đê gì đó đúng không? Ừ. Con mà ngồi mà mặc bikini ngồi ngoài ngoài hồi nãy nghe gió gió đó đúng không? Biển. Thôi thôi thôi. Oh. Em nói rồi, bao nhiêu sấm gió về bên em là yên yên bình nhất và không tin. Về đủ nghe cái mỏ mày chửi hay cái gì mà về về cái gì trời. Tao có vào đường cùng, tao không thể nào ở bên cạnh với em được mọi người. Tao thà là tao độc thân duy tính. Tụi bay hiểu không? Sáu trăm hai mươi lăm follow rồi, tụi bay muốn nhìn mặt tao, tụi bay thêm follow đi bay. Còn có 300+ follow nữa thôi. Em... À không, ạc khác cũng vậy à. Em nói em tính đưa ạc cho anh, ạc em cũng bị sập rồi. Follow, follow, ạc này nè. Follow hai ạc luôn, mọi người bấm follow đi. Ạc kia không cần follow đâu. Follow làm gì? Ạc kia là ạc em nè. Follow ạc với em với ạc này luôn. Hai ạc luôn, mọi người bấm follow dùm với em với. Em muốn nhìn Universe chứ không muốn nhìn anh. Muốn nhìn Universe dễ mà, đi ra nạp đi em. 10 triệu một cái. À 9 triệu rưỡi một cái. Ở đâu? 12 triệu một cái. Nói lên 45k rồi. Now sorry. Anh ơi. Ơi. Anh đã hối hận chưa? Hối hận gì? Diễm. Thôi, 27 không ăn đâu, 27 quá rồi. Ý là anh muốn ăn người ta hả? Trời, giờ yêu mà không ăn. Đồ tồi, anh là đồ tồi. Diễm hơi bị ngon. Bây giờ anh hỏi em nè. Ừ. Em quen người yêu, em có ôm người yêu không? Ôm thì ôm chứ. Em có. Chấm 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 không? Có chứ. Có chứ, thì đó. Vậy mình kiếm người yêu thì làm gì? Kiếm yêu là mình phải suy nghĩ tới cái khúc mà chấm 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 vậy đó. Nhưng mà cái khúc mà bây giờ hết xí quá thì mình chấm 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 làm sao được? Ủa? Thì anh phải cua người ta chứ, anh đốt cháy giai đoạn gì anh chưa gì hết mà anh đòi chấm người ta rồi là sao? Đầu tiên mình... là phải sao chứ, đúng không? Ý sao con lấy ổ điện con chơi vậy Ruby? Ủa em mày làm gì mày buồn ngủ dữ vậy em? Tao đâu có cua mày đâu mày buồn ngủ gì em? Buồn. Mày buồn gì mày kể tao nghe coi. Anh lơ em. Ủa lơ cái gì nữa mày? Lấy giờ tao ở chơi với mày, mày kêu tao lơ mày. Khỏi. Vậy thôi tao đi nha. Gọi giờ ổng vào đi. Gọi giờ ổng ấy vào đi. À làm gì có giờ mà gọi bay. Để em kêu ông Trinh vô.
lên tranh nữa đó. Kêu vô đây, kêu con nào vô đây tao dập hết. Không có đâu, anh chọc vậy thôi mà. Tại vì hồi đó anh thấy đi xíu chơi với Trinh, anh biết Trinh mà. Ở đâu anh chơi ở đâu? Hồi đó anh chơi bên bên Bi, xong anh qua tiếp anh biết Trinh á, anh thấy Trinh hay like á, để anh thấy em vô chơi mà, nhà em vô trong room của Trinh chơi á. Có mấy lần anh thấy Út Trinh, thì anh mới biết. Chứ đâu phải gì đâu. Bây giờ anh muốn gái 18 phải không? Để em kêu vợ em vô. Ủa em có vợ luôn hả? Dạ đúng rồi, em có 12.000 mấy con vợ lận. Em kêu thằng Dory gì cái gì? Dạ không, gái 18 đàng hoàng. Ui. Ông My anh đúng. Không nói nó sập. Em nói với anh hả, nó to bằng cái đầu em vậy nè. Trái cây. Anh lại gì nó đâu mà. Trái cây nó to bằng cái đầu em vậy nè. Biết rồi. Cái này gọi là vựa trái cây luôn chứ không phải là trái cây bình thường nữa, cái vựa luôn. Tao không chơi BD. Con bé nó gái thẳng chị ơi. Tham. Trời ơi. Dễ thương lắm, thiệt. Con bé nó gái thẳng. Anh tin em đi. Không. Dễ thương, mặt đẹp lắm. Không. Trời ơi, con bé nó gái thẳng mà em chập vậy thôi à. Chưa 18 mấy người kìa, đó tụi bay giới thiệu cái gì mà chưa 18 luôn kìa. 2 tháng nữa là nó 18 rồi. Đi tù sau 2 tháng nữa rồi, lúc đó rụt răng hết mẻ rồi sao ăn. Vậy thôi anh muốn vừa tròn 18 em. Anh muốn hốt hồi sớm không, nuôi đi. Trời cái này sạp. Cái này đủ mà đừng có nói rồi, cái này này lên ăn gà cúng luôn á. Đi hơi xa, đi hơi lâu. Xíu đang bán vợ hả? Nhiều vợ mới bán bớt đi chứ. Tụi em công được chưa? Mi Trần ít đang bán vợ, xíu đang bán vợ, đại ca đang bán vợ. Hôm nay em mang vợ em ra bán luôn hả xíu? Dạ, nhiều quá mà. Vậy em cọc rồi. Nó mà cọc anh cú cái đầu nó liền luôn đó mọi người. Nó cọc mọi người được chứ nó dám cọc với anh. Anh hãy cú vô đầu nó bằng một cái TikTok Unizer đi. Anh bẻ cái cổ nó chứ, Unizer. Con làm cái gì đó quá. Đừng. Đấy. Con gái em đó anh bụi. Đừng có phá. Tao gì đánh mới vô. Ủa vậy là hai đứa em muốn chơi thân với nhau hả? Trái đất cũng tròn quá vậy. Dạ. Mà chơi thân với ai? Em không chơi game làm gì để hư đố vậy? Tại game nó hung dữ quá, nó chơi game hợp lý. Game nó hư lắm, trời ơi. Chơi nó là hổ theo á. Anh nhớ ngày xưa hiền lắm mà xíu. Gì mà thở dạ. Dữ vậy? Làm gì mà thở dữ vậy em? Anh nói đúng hả? Nó không đúng sự thật. Em lai từ 7 giờ sáng tới giờ em chưa ăn gì nè. Có một cô bên Mỹ hắn tin chơi game rất là dễ thương. Cô bên Mỹ á, dì chào con, game. Dì chào con nha, con về nhà khỏe không? Dì được biết con anh Thư cảm ơn con rất nhiều đã giúp đỡ con gái anh Thư nhé. Tình người và duyên thế đến chúng ta thật cao cả đến chừng nào. Cái tâm và đức hạnh làm người của con dì rất ngưỡng mộ con lắm vậy mà. Như con sống nhờ vào tình cảm, tình yêu thương có thể nói là tiền không mua được đâu, Jim ơi. Dì rất hân hạnh được gặp con. Mong con giúp đỡ anh Thư vào đùm bọc nó qua thời gian này. Con đúng là tình bạn chí cốt đã đem lại người tiếng cười cho bạn. Thì con anh Thư là con nào?
tôi với ông già. Xíu á. Mọi lúc nếu thực sự có bảo vệ, mọi lúc mọi nơi để cho nó có thêm nghị lực giùm nhé. Khi hôm con mệt, khi hôm gì mệt quá ngủ sớm sáng thức dậy gì biết là con bị khóa lai, đừng buồn nhé con, một tuần nữa trở lại lai. Nhưng gì là con nhớ phải đợi lai tuần sau, cảm ơn con nhiều. Dì ở bên Mỹ nên dì rất khác, khi nào lai con nhớ báo dì để dì xem con hát. Con hát hay lắm, con giữ gìn sức khỏe nhé, thương con nhiều. Chứ không đó mày có thêm vô không vậy? Vậy ai đi mới cho gì vậy? Dì tìm được con rồi nè, mini game đang con xem con like thêm nhiêu con. Đào. Ê đừng. Vậy rồi, câu hỏi là gì ơi, gì có trong này không gì? Không biết giờ gì bên Mỹ chắc là giờ khuya quá. Dì mà có ở trong này lấy giờ cho con xin lỗi nha, tại có dì hơi lớn tuổi mà con trong này con hơi hỗn. Nhưng mà con nói thiệt với dì cho con hỗn 1, con với em hỗn 10. Tùy mọi người ạ, ở Mỹ nhưng mà ở bang nào, có những bang mà bây giờ 12 giờ chứ nhiều, mà 12 giờ bên đó còn sớm lắm mọi người. 9 giờ bên đó còn chưa tối hẳn nữa mà. Giờ có khi bên Mỹ 2 giờ sáng rồi đó anh. Thì anh mới nói tùy bang. Tùy bang, tùy bang. Tùy tiểu bang mà. Mùa này ra được bên Mỹ rồi biết. Anh bụi đời. Tên bụi. Hỏi một câu rất chi là vô tri. Ai cũng thương đại ca hết. Đâu có người ghét đại ca lắm. Anti đùm đen hết mà, thấy à? Này anh bụi đời cháy lắm. Trời ơi. Cháy gì trời, những bụi đời đó bụi đời nào. Còn tao lấy giờ tao ngồi đây tao xin ca follow cho ai cho nè. Nào là con xíu 700k luôn, không xin tao follow. Ai thèm. Mày kêu gọi đồng bọn nhà mày cái gì mà cà khay gì đó, follow lẹ lẹ có xíu. Thở gì hả? Mấy đứa ơi, cho xin 400 follow nữa mấy đứa ơi. Follow đi rồi chút ập mở cam lên rồi hủy cũng được. Lẹ lẹ đi mấy đứa ơi. Cho chị xin 400 follow cho bụi đời nữa mọi người ơi, chấm cái đi cho tụi nó follow đi. Nó bấm lên không được hay sao mà chấm. Đó. Ủa dính comment rồi. Đó. Không đứa nào cũng ghim comment tao lại vậy bấy. Ghim đâu có được đâu, đang like đâu ghim được. Được mà. Mẹ thấy đứa nào ghim đó. Đang trên sóng không ghim được. Ủa vậy hả? Ừ. Cà thôi nha chứ không phải cà khay nha. Cà khay cái gì mà cà khay. Gì cà kheo rồi cà thơ cà gì đó. Cà thơ ơi. Lẹ 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 đi mấy đứa ơi. 700 rồi 700 rồi còn 300 nữa mọi người. 300 nữa mọi người ơi, cho xin 300 follow nữa. Nhanh lên nè, tí nữa tao like để tao lên top 1 luôn nè mọi người coi nè. Nhưng mà 1k follow là phải cho game cái TikTok Universe nha. Có cái là đi. Mày bước báo đi. Em đâu báo lấy giờ. Con game nó bào lấy giờ chưa đủ sao biết được mày nữa. Đó là game, còn em khác. Thôi, bây giờ em kêu gọi follow cho anh nè. Khỏi bạn, mình đi ra mình mua follow á, 1k follow á, mấy chục ngàn à bạn. Tại sao mình phải bỏ ra 12 triệu để mình mất 1.000 follow. Tình cảm có nhiêu đó thôi sao? Tình cảm so sánh bằng tiền sao? Đúng. Thật là buồn khi ai đó quan trọng tiền bạc đến thế. Đúng. Mày có nhớ ngày xưa cũng vì tiền bạc mà tao block mày không? Vì cái vụ mà mày chơi tốn tiền quá đó, tao mới block mày mấy tháng trời đó, mày nhớ không? Mọi người ơi, 700 mấy rồi, 300 follow nữa là được cái TikTok Universe kìa mọi người ơi, cố lên. Mắm thúi quá. Dêm, tôi đang bào cái TikTok Universe nữa các bạn đó. Ừ, tí nữa tặng cho. Đâu có một cái TikTok nè, với lại một cái gì Universe New nè. Thôi, đàng hoàng đi, cho bay bay rồi đi. Khỏi đi.
Mình tặng theo tùy hứng lắm nha bạn. Xíu ơi, đưa tài khoản chuyển tiền cho đại ca liền khỏi còn xin là sao? Cà chị em chị xíu cho Dương Ngân nha. Bao nhiêu là bao nhiêu vậy? Mấy đứa cà khơi ơi, 1K7 luôn mà tụi bay còn 200 mấy rồi mọi người. Nè, dì nhắn tin nè. Dì đang xem con nè. Dì đang xem tụi con like nè. Dì em xíu, cố gắng lên nhà hai đứa. Dạ dì, cố gắng lên dì ạ. À. Thấy tụi anh rồi. Cho phải tự nguyện. Cố gắng lên dì nhiều. Thăm nè, em xin cho dì em thôi mọi người. Em đâu xin cho em đâu. Dạ, dì em vô top bữa ấy. Top gì nữa má? Thì top đó chứ, 700 mấy là tổ, 200 mấy là tối nó rớt đó. Rớt mấy? Rớt ao 20 đó, bình thường em like hả? Em like cũng ngày cũng 200 mấy ca mà chưa. Thôi bà làm gì tôi mới trên TikTok đó bà ơi. Hả? Tôi ba cái đạt 40 rồi đó bà ơi. Bà làm gì tôi mới chơi. Thì anh cũng phải biết là buổi tối idol like nhiều cỡ nào mà đúng không? Không, tại vì tí nó nhem off rồi, nó đâu quan tâm nữa đâu. Đó, tối em vẫn like mà. Em like tới 10 giờ đêm luôn. Em like nguyên ngày á. Nhưng mà like bên này đừng qua bên kia quay xe nha. Thề chứ em bận rộn em làm có. Hồi đó mày cũng thề tao vậy á, tao mới block mày đó. Không có. Em nghĩ là em khó luôn rồi. Ủa đụng gì vậy anh? Đụng gì vậy? À, chơi giống như salad á. À salad hả? Ờ, ngày nó bay 200 triệu. Em hỏi đám vlog không? Mà nó hứa mấy anh ghê đó. Em biết không, anh đi trên đường nha, anh đi làm nha. Không phải, bữa đó mà không có anh Bụi làm, em không có mua nhà rồi đó, em bán nhà rồi đó. Em có biết không, anh cứ đi xe 15 phút là anh phải chạy vô anh ngó một cái, coi nó chơi là tí xíu là anh thấy nó tốn thêm mấy chục triệu rồi. Là anh lại chạy vô cái anh Bụi. Mọi người ơi, cho Bụi một follow. Mọi người cho anh Bụi một follow chút nữa hủy cũng được nha. Cho mở cam lên lấy cái TikTok Universe cho bà dêm cái. Hay TikTok Universe quá. Theo mi follow mở cam nói chuyện thôi, không cần đâu. Thôi mọi người, follow mở cam nói chuyện ha. À kia như còn được mấy chục ca. Mà không cho mày đâu. Để tốt đi cô gái. Coi, kia còn bao nhiêu nữa nè, 300. Cho như vậy nhiều à. Như còn 30k gì đó. Không ăn tim đen. Để tối ta đi cho gái, ta đi cua gái. Để tiếp đi anh Bụi đó, thì cứ nửa tiếng anh phải vô anh chửi nó một lần, xong nó hứa với anh. Đó, nó hứa tới, hứa lui. Xong anh block rồi nha, anh mở ra rồi nha. Rồi, lại chơi tiếp. Anh block không chơi đâu. Anh block xong rồi chơi tiếp, anh kích ra khỏi chị em được luôn. 5 cái TikTok Universe rồi chị xíu hả? Anh kích ra hết luôn. Đúng là phải được 6 cái á. Tại vì nãy anh nạp 300k. Tại vì hồi nãy anh thấy là anh tính cho lên top 1 ngày nè. Cái có A Lầy qua, cái anh tặng cho A Lầy luôn. Tại anh cũng biết A Lầy lâu rồi á. Dạ. Cái này 300k là lên được top 1 rồi. Thế bây giờ 30k mình làm lẹ con cái voi đi. Thôi, mày bớt bảo đi. Bảo đi. Không là không, nhá. Tao có được bao nhiêu follow rồi đây? 774 lẹ lẹ thôi, tụi bay nhanh cái tay lên, tụi bay lấy giờ cũng 2.25 nữa mọi người ơi, 2.25 nữa mọi người ơi. Tao đây để tôi cho một follow. Thôi follow của em thêm đâu có được cái gì đâu. Thì thêm một cái. Xin lỗi anh chứ, tôi anh kiểm tra coi tôi không follow một người đàn ông nào. Xin lỗi bạn chứ đây là cái follow thứ tư tôi follow ở ạc này nè. Đó, bạn thấy chưa? Rồi. À, cái follow thứ tư đó. Ở ngạc kia tôi không follow ai hết. Ạc này ạc Colon hả? Ừ, ạc mới lập mà. Có rít buồn chồng ơi hả? Ừ, để chút.
Đang like hả? Hello Linh Ngập nha. Đại ca ghé đi tới mua hàng đại ca, mày khỏi đây mày dụ tao mấy lần rồi. Hay là bây giờ mình đi qua mình up credit nữa ta. Đi up credit trong game. Đi qua đó bắt anh up. Anh up thì em đi. Mình qua đó cái xong rồi mình up nó, nhưng mà em trả kèo. Đặt xong à? Quên. Đặt xong đi bé. 804 rồi hả? Cố lên mọi người, 200 follow nữa mọi người. Bé ơi, nhắn cái địa chỉ qua đi bé. Dạ dì ơi, con cảm ơn dì, con chú dì ngủ ngon ạ. Cảm ơn dì nhiều. Dạ dì ơi, đi ngủ dì ơi. Đúng rồi dì, trời ơi chỗ này ta khuyên rồi á. Bọn này nó nói chuyện hư lắm dì. Đại ca ăn cơm chưa? Ăn rồi, mới ăn rồi. Ờ anh thấy xíu là có cái lượt lượt mà gọi là bạn bè ha, cái lượt tương tác tốt quá ha. U dì đẹp gái lắm nha, dì lớn tuổi rồi chắc bằng mẹ em á, nhưng mà rất là đẹp gái luôn. Đẹp em á hả anh? Biết sao không? Anh thấy mọi người quý em ghê, em đi chơi đâu là mọi người đi theo. Dạ, mọi người thương em lắm. Ngồi qua một xíu. Dì Lan hả? Dì Lan hả? Ừ. Dì Thúy. Đẹp gái không? Dì ở Mỹ. Đại ca ơi, mở cái anh thấy chút đi. Tao gớm lắm mày ơi. Chú ăn gớm đó. Tao mặc đồ ngủ mà. Mặc một xíu hoài luôn, nhìn không có thay đổi gì quá ha. Dạ, em cứ vậy hoài. Ừ, qua đây tao đóng cho cái mũi tẹt lại xíu. Không, để tôi tự đi sửa lại. Chứ cái mặt có thấy cái mũi không à? Em ốm quá. Trời, như ví dụ như mày ốm làm sao con dê nó mập dữ vậy? Em biết. Mà mắc gì, em đụng chạm anh rồi anh nói em mập dở. Anh nói chuyện với nó được rồi anh chọn vô em nữa. Tự nhiên cái nhìn cái kiểu như số 1 và số 0 nhìn nó ngứa mắt mày hiểu không? Tao ốm lên tao nhìn mấy đứa mập 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 nó khó chịu lắm. Thì giảm cân. Không phải, tại vì tao không tao ăn nhiều mà tao không mập được. Tao phải chỉ mình tao muốn nói đâu. Nguyên cả room vua là ai cũng muốn nói là đúng nè, thấy không? Ăn hết phần của đại ca nè, trời ơi em muốn nói nè, đó thấy không? Nói mà sợ block thấy không? Ui, đúng rồi. Đó thấy không? Thấy không? Đâu phải mình anh nói là chẳng qua là anh thay cho mọi người nói thôi. Anh khỏi. Vậy là anh chê luôn mọi người mập trong này. Thì đúng rồi. Tao ốm thì tao chê mấy đứa mập. Thì tao ở mức tao không mập được. Dê ăn từ sân bay về tới nhà. Trời nó bà nhà vệ sinh nó còn ăn nữa. Tao bay nghĩ gì vậy? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Là làm sao? Là không không chỉ bà nhà vệ sinh ăn á hả? Là đi đâu ăn nữa vậy? Thôi ông đừng chọc chim của tôi. Vâng, game của mấy ông hơi mập một chút thôi, tôi có chọc đâu. Con em hả xíu? Dạ cháu em. Cháu hả? Dễ thương quá. Được bao nhiêu hôm qua tháng có, hôm qua anh biết ông có bài báo kêu là hậu chia tay xíu xíu vui vẻ bên con gái, danh tính cha đứa bé khiến ai cũng bất ngờ. Rồi cha đứa bé là ai? Bảo nó viết cha đứa bé là ai? Đừng nói ăn đô rip gì nha. Nó có viết cha đứa bé là ai đâu. Đừng nói là đó, đó cái thằng đó nha. Nó là trợ lý em. Thì đó đừng có nói báo cha đó. Ô là trời ơi, anh ơi em mơ cây láp gần chết. Ê cây láp anh to lắm nè, mày mê không? Anh khỏi đi.
Trời ơi, cây lá của anh là mày nhìn là mày... Tao đói mày, đói mày nghe tiếng vỗ chưa? Nghe chưa? Cả mà mấy thằng Tây nó vậy nhìn anh là chạy đạn luôn á. Mày nói mày sợ bị chửi quá. Ai chửi em xíu? Anh. Anh không có chửi nha, anh không có chửi người lạ đâu. Anh chỉ chửi người quen thôi, nhưng em đã anh hay chửi thôi. Anh không chửi người lạ. Giỏi rồi. Tôi không có dám cãi ai chứ ổng tôi không dám cãi. Tôi không có giỏi mà tôi không dám cãi. Nó mày giận, nó giận anh cú cái đầu đó, nó giận anh nói có sai cái gì đâu mà nó giận. Thật ra là anh chơi app nào cũng vậy đó, là anh em út nhiều lắm. Nhưng mà mấy đứa mà nó hư hư là anh hay block lắm mọi người hiểu không? Không thèm nói mà nó một lần thôi, lần thứ hai là block luôn cho khỏe. Ờ, nó đang ngủ đó hả? Nhiều chuyện lắm. Đại ca ăn chưa? Đại ca ăn rồi. Xíu cũng làm idol đúng không? Xíu cũng làm idol. Dạ. Nhưng mà em like buổi tối không à? À, like bán đồ hả? Hay là sao? Em like bán hàng 7 giờ tới 8 rưỡi. 8 rưỡi em like TikTok tới 12 giờ. Xong. À. Thì ra tặng cho xíu một cái. Bây giờ xíu trong phòng chưa tặng. Dạ thôi anh ơi, để tặng cho nhìn đi. Anh ơi. Quay 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 bé ơi. Em hả? Mở cam đi. Tặng cho Gem quay ghé được rồi anh ơi. Don't want to laugh away. Sát vô, sát vô. All you said is sad. Don't say to be man and now away. Yêu quá. Xíu ra xíu. Ra xíu, đủ rồi. Nói nha. Tâm. Thật sao? Mở nha anh ơi. Mở quá. Mở quá. Không, hình như chờ ổng nạp nữa hay sao á. Anh kia anh có 30 cam à. Không, đưa dậy đi. Đưa dậy đi. Đưa dậy đi. Đưa dậy đi. Xấy vô, xấy. Tại sao? Nạp nhanh lên anh ơi, mỏi quá anh ơi. Anh ơi, mỏi quá anh ơi. Mỏi nách quá. Em đeo tai phone, em mở mắt volume thiệt là to để em nghe cái tiếng gì đó. Bum. Cái đây tiếng này. Cái này đi như này. Ui mở. Mỏi nách anh ơi lẹ anh ơi, mỏi quá trời mỏi rồi. Này đi. Chống cái tay lên bàn đi. Lấy cái tay nào. Đó, vậy đi. Đó, mình để cái tay lên bàn mình đỡ phải mỏi không? Oh no no oh da 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 da. Đâu rồi? Tôi sao? Thay mỏi nha. Ủa? Cảm ơn anh Bụi mọi người ơi. Cảm ơn Bụi. Mọi người ơi, cảm ơn anh Bụi ạ. Bye. Ủa? Tao đổi ăn tiếp. Nhưng mà sự tặng bữa nay là Gem được nhận mà đúng không? Nhận hình như 3 phần. Hình như vậy á. Giống như là 20k là Gem được 7k hay sao? 5% hay 10% nha. Có.
Ai vậy kìa? Không, hình như bữa nay hết rồi. Hình như bữa nay Mệt quá, tôi mệt quá. 7K. Nở nha. Hết rồi nha. Tao bạn tao. Em cảm ơn. Tao không còn một xu nào rồi đó. Tao hết 300k của tao rồi đó. Đó, ngày nào cũng vô TikTok tiếng là tao phá tao bay à. Ngày hôm qua rồi tốn hết 600-700k. Tao bay. Hôm nay thì thêm 300 nữa. Yeah. 30% là 3% đó. 10 người ta tính 37 nó còn không chịu nữa. 3 chộp. Nó tính 37 thì vậy còn không chịu. Còn 3 chộp nữa. Tay trắng rồi thì về với em. Em nuôi anh. Anh ơi em có đẹp không? Đẹp mới nuôi được nha. Xấu anh không có nhận. Anh không được đẹp trai. Nhưng mà cái gái vậy em ơi. Tự nhiên cái đưa tay cô giữ cháu ngang vậy. Mắc gì cọc tự nhiên. Comment một là một là được rồi. Ta nói ví dụ 100 đi. 100 thì chia 30. 100% thì chia 30 còn 7. Thì người ta nói 73 không chịu nữa. Còn 30 ôi, nữa. Tụi bay chọc cái mỏ ra làm gì. Lấy giờ nó không chửi nhau với tao được rồi. Tụi bay chọc nó chửi tụi bay phải rồi. Ý gì sao vậy? Giờ tao đi ngâm buồn. Tao mời tao đi cà phê. Tao gắm gái Hà Nội. À, hôm nay tao có idol nấu cơm cho ăn nữa nha. Yeah, ai vậy? Ăn cơm nha. Qua nhà chân ái. Nhà chân ái tao nấu cơm cho tao ăn nè, vui. Ủa chị, nó cầm cái con nữa. Ngon, ngon. Ngon. Alo, 815 follow rồi, follow. Mọi người ơi. Cái này đúng không? Đúng rồi. Đặt xem cái đó 2, cái đó 3 đi. Thêm 2 cái màu sáng nữa. Đây, để tìm cho. Bao nhiêu follow rồi? 815 rồi, nhanh đi mọi người ơi. Để có đi ra tao mua mẹ follow đi cho nhanh coi. Mọi người ơi, cho anh Bùi follow nha mọi người, cho anh Bùi follow nha. Khoảng 100 mấy chục cái follow nữa là anh mở cam được rồi. Cả nhà ơi, hầu cung tôi ơi, giúp mọi người một cái follow đi mọi người ơi. Cái này nè, màu này nè bé. Phải không ta? Bụi ơi, gần đủ rồi kìa Bụi ơi. Ta đang tính ra ngoài ta mua luôn. Sắp đủ rồi. Ngày lâu quá. 100 cái nữa. Mọi người ơi, giúp xíu. Mọi người hậu cung ơi, giúp xíu follow. Follow anh Bùi lại để anh đủ 1k follow. Chút nữa hủy cũng được không sao mọi người. Cái gì? Follow cho đủ 1k rồi chút nữa hủy cũng được không sao hết đó mọi người. Hậu cung ơi, giúp xíu hết. 866. Trời ơi. 919 rồi kìa. Cố lên. Học cô ơi. Nhóc mi. Đủ 1k là được mọi người ơi. 931 và 70 nữa. 7, 69 nữa mọi người. 69 nữa. Vậy mà em mốt về Đà Lạt. 40 nữa mọi người ơi. 40 nữa. 40 dạ. Sao anh? Em mốt bay về Đà Lạt. Khi nào anh bay về? 25 nữa mọi người ơi, 25 nữa, 25 nữa, 25 người nữa. 25 người nữa. Khi nào anh bay về? Sáng mốt. Sáng mốt hả? 18 nữa mọi người ơi, 18 follow. Mốt em đủ rồi. 18 em bận thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thứ 7 em mới rảnh, cuối tuần em mới rảnh. 11 follow nữa mọi người ơi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Cố lên. Rồi 7 người nữa, 7 người nữa, giúp em 7 người nữa ạ. Tám người nữa mọi người ơi. Sắp đủ rồi. 4 người nữa mọi người ơi. 4 người nữa thôi, 4 người nữa thôi. Giúp em 4 người nữa thôi. Màu hầm. Đi rút tiền mặt xài đây. Tiền mặt rồi. Gửi địa chỉ luôn nha bé ơi. Đủ rồi anh Bùi ơi. Sao anh cắm được, anh xuống mới lên lại được đúng không? Không biết nữa, anh mở thử được chưa, còn không xuống lên lại.
lại tôm TikTok Universe. Nói vậy thôi chứ đừng có bào ổng ra để cho. Chị ơi, chị nói màu ơi, chị ăn gì chưa? Chị nói bảo, chị nói tặng chị còn đi. Là lùng đó mà bảo. Ê, anh đang đi ẻ hay sao mà em nghe tiếng cực tu lết ra à? Có đâu, đi ra ngoài. Nói dội. Đi ra ngoài, nhưng mà đang đi đồ, anh lỡ rút cha nó kìa. Cái gì ăn nè? Mới nhận được 32 nha. Dễ thương. Dễ thương. Ý. Cam đâu anh? Mọi người đợi anh một chút xíu, anh đi lấy đồ đó. Nhỏ ơi, nhỏ ơi, mới nhận được 3295 nha. Ủa, không có để được cái nón kết nào hết vậy ta, chết rồi. Đi chơi quên nón kết ở nhà rồi. Bữa nhậu dữ quá, cái xong rồi, quên được cái nón kết. Anh phải đi xuống anh chết từ phòng bên này anh đã có hai ô mà. Giờ phải xuống nó đòi. Mà các anh mọi người ai chơi lâu ở Bi hay là chơi lâu ở Tít mọi người biết anh mà. Em qua lấy giờ anh muốn rủ follow để lâu lâu anh chửi anh dơ cái tay lên cho nó nhìn thấy thôi. Giữ cái này lên cho nó thấy nè. Chị ơi dọn luôn cái ga giường. Cái mặt ổng đâu? Quay mặt anh làm cái gì? Ổng làm cái gì mà đơ dữ hả? Gì em? Mắt mày để đâu cái gì em? Nhìn anh đó. Anh có gì đâu mà nhìn. Đi xuống chết cái phòng. Hello Úp. Úp follow lại ạc này đi, hai bị sập rồi. Em quay gì nó có sập không ta? Hai bị sập 7 ngày. Ừ, vô thân máy quay như đúng rồi, ừ. Cái bên trời. Đó, mở như đúng rồi, vô thân máy mở xong lát xong. Đờ luôn. Ừ bà. Hôm nay ông vô lại đó, ông là chuyên gia. Đó. Anh đó người yêu chị Diêm hả? Anh ruột chị. Yêu cái là. Sao lại anh lại nói như vậy? Em đã nói là em là em gái của anh rồi mà. Có không bán luôn. Cười có răng khểnh đó. Răng hơi lộn xộn xíu thôi. Chập người ta kìa. Gọi đưa tầm bảy tầm bạ. Còn hôm nay thì đã là cộng thêm đúng không? 8 năm đúng không? Tao nghĩ đôi khi mà ví dụ mà ông buổi đời ông lên cái tao với một xíu như bù nhìn của tụi bay vậy đó. Ê thẳng lại gồi nha. Đó thấy chưa, tao biết ngay mà tao biết cái nết tụi bay mà. Tao quá hiểu. Thấy không? Mấy đứa này nó lật lọng lắm. Người đợi anh chút nha.
nghe để anh chút nhé, nghe ngứ cái đít. Tôi cũng thẳng lại rồi. Ôi, hết công rồi bê ơi. Cho em xin lại địa chỉ. Sao? Ok ok ok. Để taxi. Đi ăn, đi cà phê, đi kiếm gì ăn cơ. Đây, mọi người bây giờ anh cho mọi người xem cái này, mọi người sẽ nhớ anh nè. Nè, đó. Chứng anh nè, mọi người sẽ biết. Ai gặp anh ở ngoài là đều nhớ hết á. Hổi, tôi không nhớ. Cái bỏ anh hơi khổ hơn. Nhưng mà cái tâm anh đẹp lắm. Rồi xe bán hết chưa anh? Hả? Hay làm gì sập ạc kia vậy? Hôm qua hơi nói bậy cho nên bị sập. Cái gì em nói cái gì? Xe bán hết chưa là gì? Xe làm đây đúng không? Mộng. Rồi, cảm ơn. Nội nóng lắm bé. Đi. Đại ca ơi, em nè, hello Vân. Chờ em ra lục thủy đi. Cũng gươm ạ. Chưa, không biết ở đó nó có bán ăn luôn không ta? Có luôn không ta? Ăn không nổi với đại ca. Đấy giờ vẫn chưa thấy mặt anh luôn. Mặt anh lấy giờ anh chưa dần dần không thấy gì. Xíu thấy Subin không? Thấy Subin rồi. Hello mọi người nha. Hello gia đình mình. Em tao xin công bạn tí rồi. Tao công vì anh bụi rồi. Cô ơi là cô tao lại mày. Bệnh mê xíu nha. Xíu xinh mà. Xíu nó còn không cần mắc cúp đâu, nó vẫn xinh đúng không mọi người? Mỗi tội anh dèm thôi. Dèm mà không mắc cúp là nhìn gớm. Em xin mà nói gì vậy? À, anh ơi có quá tập hóa nè, thầy mua nó thuốc. Tôi là tôi quen với điều đó rồi. Cho nên mọi người cứ ừ cho ông vui đi. Một ngày ông không xài sổ tôi, ông sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Tại vì bây giờ ông chuẩn bị đi ăn đó. Ông không xài sổ, không xài sổ ông tôi là ông ăn không no, ông nuốt không có trôi đâu. Ông nuốt xuống tới cổ ông mất nghẹn đó. Bớt rồi. Xài sở. Khỏi đi anh, khỏi. Rồi ăn gì chưa, xíu ăn gì chưa, dì em ăn gì chưa? Dì em ăn cơm rồi. Dì em ăn thêm đi, dì em chứ không ăn sao mập được. Nãy tôi sợ mập, anh chê quá tôi mới ăn có một chén cơm à. Biết đó, biết ăn chén là đói đó, ăn thêm đâu, đi. Đâu dám ăn nhiều đâu. Tới giờ chơi game rồi đó. Xíu đeo tai nghe dễ thương. Ừ, ai nhưng game á, kẹp cái kẹp tóc nhìn thấy mà gớm. Em có kẹp đâu, áp á. Xăm đầu áp mà à? Anh không biết nữa. Xăm sướng chứ có gì đâu đau. Kim đâm vô thịt mà sao đau được. Mấy đứa này toàn là đầu óc đen tối không. Tao nói một cái là tao nói cười. Tụi bay đen tối quá. Ông cái loại kia về cái loại bụi bụi.
Thôi, còn lấy đại đi, lấy còn hai gói này đi. Bao nhiêu vậy ạ? Cái này hả? Cái này 4 tiền đây, 3 số tài bao nhiêu? 8. Sáng dậy 5 giờ sáng. Xíu cầm mấy hình sáng. Rồi, 8 không? Hà Nội nóng lắm. Phải về Đà Lạt lẹ thôi. Nhau mọi người nhau. Dậy sớm vậy chứ. Nhau à. Ê, anh không có biết chơi game nha mọi người. Ví dụ chơi salad, chơi du mì thì anh biết chơi, chứ còn mày mới chơi game là anh không biết chơi nha. Thôi mấy game đó không chơi nha. Hồi đó em có cũng ở em hồi đó em cũng có live mấy tháng ở bên Mi á, nhưng mà em chơi em đặt một cửa 10 xu ha, em chơi được mấy ván à. Em chơi nữa. Chứ không có chơi nhiều. Đầu tháng giờ bên Mi anh gãy gần 3 mét à. Mấy hơn. Em mở bên Mi hả? Mi. Bi anh không có chơi nữa. Bi anh chán rồi. Bi bên Bi mấy gạt bông lúa anh đã 5-6 gạt rồi á xíu. Bon ơi, Bon, vô, 105. Để Âu hả? Vì em cũng nhảy hả? Vì em bao nhiêu ký vậy em? Anh đừng hỏi nữa. Quậy luôn á. Phòng 23 cho mọi người, 105 phòng 23. Thấy nặng là biết rồi, mỏi lắm. Gì 50, tụi bay nghĩ sao vậy em 50? 46 mà. Lên 46 ký rồi. Từ 40 lên 4. Từ 40 lên 46, thiệt. Lên 6 ký, từ 40 lên 46. 2 tháng thôi lên 6 ký. 1 tháng lên 3 ký. Bây giờ đang giảm cân lại rồi. Tụi bay phải tin tao. Tao từ 40 lên 46, chứ không phải từ 46 lên 6 chộp. 40 là 46 à? Super shy, super shy. Nhà em chị, vì em nó bèo lắm, phải 5-6 ký mọi người hiểu không? Chân nó cũng dài mà đâu phải chân ngắn lắm đâu. Anh ơi, vô cho bên ơi. Em chân ngắn mà em có 1.5 mà nói gì vậy, bùi đời. Xíu nói đi. Thôi, tụi bà lốc mày, mấy đứa 1.5 là tao, bây giờ tao kết bạn hết á. Nhà em cao 1.6. Anh biết mà. 1.5. Nga. Mày bớt bớt khịa ra. Có thiệt đâu, người ta nói 1.6 là 1.6 mà. Ừ, ta nói chứ ví dụ cao cao mà mập còn đỡ, mọi người hiểu không? Đây mình đã lùn còn mập nữa trời ơi. Hai bị cute đó. Tối mà ngủ toàn ôm thấy cái bụng không à. Hồi đó em cũng ước em nhỏ nhỏ con vậy để mặc đồ cho dễ thương. Em có gặp Trinh ngoài đời bây giờ chưa? Dạ chưa. Chưa hả xíu? Dạ. Trinh cũng lùn. Trinh chắc tầm 1m55. À biết Trinh hả? Biết mày hả? Ờ. À. À, mày thì em biết mà. Đó, nhưng mà em lùng chưa, lùng gặp, nhưng em chưa gặp mai bao giờ, nhưng em chưa gặp mai bao giờ, nhưng mà cô ca nó nói em rồi, đi chơi với cô ca nó chụp hình cô ca thì em thấy rồi. Anh biết cô ca luôn mà đúng không? Ờ, bên Vi đúng không? Dạ. Yeah. Anh biết thôi chứ anh chưa gặp bao giờ.
anh cũng không có chơi chung. Tại vì kiểu cô ca tính giống giống em á, mà nói chuyện với anh mà kiểu nói chuyện, anh nói chuyện ngang ngang anh hay chọc á, mà đứa nào không hiểu là dãy ngang à. Xíu, xíu chắc là ốm gì. Dạ em ốm, em còn 40 tiếng. Trường trường. Ai đây, anh Lì là ai đây? Super Shy. Sao tụi bay kêu tao giống trái thanh long là sao? Còn giống trái thanh long chứ làm sao? Sao mà kiểu như gai gai nữa, kiểu ý là hung dữ á, bỏ hổn á, gai gai á, giống trái thanh long. Đồ hợp lý. Sao tụi bay không kêu giống trái dứa vậy? Không ổn. Đúng rồi, 105, room 23. Đây, đây, đây. Rồi, khỏi thôi, cảm ơn anh. Anh Hồ Gươm nè. Ủa, nó che hết, nó tiêu rồi. Rồi, cái máy xung đột âm thanh tức quá. Ủa. Con đi vô chưa Bon ơi? Đợi lâu quá. Tự do 105, sôi động 105. Ông 23. Chưa có nhảy mà. Phở Hà Nội, phở bò tái lăng, bún cá lục quỷ, bánh canh, bánh đa cá lục quỷ, lõi rùa thêm, thăn bò thêm, quẩy, kem các loại thơm vừa nhiệt đới, trà sen thu Hà Nội, trà cơm buôn kia vải hoa hồng. Hai ơi, hai buồn vậy. Mày có cái trò gì mày vui vui không? Mày làm vui vui cái tay em. Tự nhiên bắt làm rồi nói người ta, hôm nãy giờ kêu ta có gì vui không làm nó cười đi em. Giận gì giận anh mà anh với nó mà nói chuyện vậy mà giận thì chắc giận nhau cả đời. Không, em với anh Bụi nói cái quen rồi, có gì đâu, bình thường. Anh bữa giờ anh không biết nó like chứ, bữa giờ anh biết nó like là anh cũng vô anh chơi rồi, mà anh không biết nó like. Anh tặng ở ngoài cũng vậy à. Dạ. Tại em có nhắn đâu, em có dám nói đâu. Bia hả? Đi uống bia ôm hay uống bia gì? Em bia thường nó không đi đâu, đi uống bia ôm thôi. Thật sự tôi có mấy ông anh cũng dở lắm chứ bộ, nhưng tôi không có dám nói với ai hết. Tự động một ngày người ta sẽ tìm ra tôi thôi. Em hát Polygon hay lắm thôi mày. Tao thấy mày ngồi mày lâm dòm quá. Tao mới đầu tao tính tao tặng có 30k thôi. Ừ phải. Bấm từ 30k vì... thành 300k. Tại vì cái app mới nè, mới la ngày hôm nay luôn á. Ôm hai tay hai em luôn anh. Nhưng mà có xin không? Xin mới đi nha. Không xin không đi đâu. Rồi có phải bị bo tiền không? Bị bo là không đi đâu. Tớ đi club thì cả thôi thôi nhà tao. Tao nói mày với ba đời làm club rồi bay ơi. Bay mà rủ tao đi club là đi bia ôm là sai lầm lớn á.
Thank you.